Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin nói về bộ nguồn xung flyback dùng hồi tiếp hỗn dòng. Bên tiếng Anh còn được gọi là current mode flyback converter. Dưới đây là cái sơ đồ đã được thiết lập sẵn của hãng Symmetrix cho chúng ta cái sơ đồ flyback này. Bây giờ chúng tôi sẽ đi vào từng cái con linh kiện chánh trước để chúng ta biết nói như thế nào. Đây là cái nguồn vào của chúng ta, thì nó là cái dòng điện một chiều của nó là 160V điện một chiều, và kế đến là cái bộ công suất của chúng ta. Trước hết là cái con biến áp. Con biến áp này rất là đặc biệt, là bên trong nó vừa là con biến áp và cũng là con tù cảm trong đó. Do đó nó rất là có lợi, là chúng ta không cần phải thiết kế biến áp rồi tù cảm như là những loại nguồn xung khác. Và dưới đây là cái con phép. Nhiệm vụ của con phép là đóng và mở khi có một cái nguồn mâm xung được gắn cho vào cái cực G ở ngay đây. Và sau đó là những cái con diode, những cái con diode ở bên ngoài thứ cấp. Bên đây chúng ta có hai cuộn dây thứ cấp. Cái nguồn này sẽ là cái nguồn chánh. Điện áp ở đây ra khoảng 5V. Điện trở tải của chúng ta là 5 ohm, như vậy là 1 ampere. Và cái đến là cái nguồn này là một cái nguồn thứ cấp phụ. Cái nguồn thứ cấp này ra khoảng 16V và nó được đi ngược trở lại đây để đưa vào cái nguồn điện áp hồi tiếp của chúng ta. Và cũng từ cái nguồn này thì chúng ta sẽ cũng lại đưa vào trong đây và nối vào cái con mâm xung BWM3844, và để nó tạo ra cái nguồn cung cấp cho cái con này. Nó cần khoảng chừng 12V trở lên là được. Đó là những cái linh kiện chánh. Cái đến là cái hệ thống điều khiển của chúng ta. Thì hệ thống điều khiển chánh của chúng ta là con IC 3844 của hãng Texas Instruments. Đây là một cái con rất là thông dụng trong cái bộ 3843, 3844 và 3845. Gần như các bạn sẽ thấy cái con này thường xuyên. Và dưới đây là một cái nguồn cảm biến. Nó sẽ lấy cái điện dòng đi ngang qua con phép này và nó cảm biến đưa vào trong cái chân số 3 của cái con 3844 này. Như vậy nó sẽ đưa cái từ cái biến cái điện dòng sang thành điện áp, và nó sẽ so sánh với cái điện áp nguồn của chúng ta được đưa vào trong này. Nếu mà các bạn đã coi qua cái cuồng video nói về cách làm việc của nguồn xung bấp, tôi cũng có nói sơ qua về cách làm việc của mạch hồi tiếp hỗn dòng. Đây là một cái bộ lọc thông thấp. Tôi cũng có nói qua về bộ lọc thông thấp lúc trước. Thì bộ lọc thông thấp này sẽ lọc đi những cái độ nhiễu sóng gai có tần số cao hơn 100.000 Hz. Nguồn xung của chúng ta chạy ở 100.000 Hz trong cái bộ mô phỏng này. Và bên tay trái của chúng ta là có những cái con giống như là R là con điện trở và con C, để nó làm cho cái độ nhiễu sóng của chúng ta không có lên cao quá. Thật ra đây chỉ là trong mô phỏng, mà họ chỉ để thêm để cho nó chạy nhanh thôi. Các bạn không có cần thiết phải gắn nhiều những cái con này như vậy. Và dưới đây là cái bộ nguồn hồi tiếp của chúng ta. Nguồn hồi tiếp của chúng ta sẽ được chia qua hai con điện trở này. Từ cái điểm 16V nó sẽ được chia xuống còn khoảng 2.5V qua cái con điện trở R4 và R13 này. Và đây là cái bộ hồi tiếp của chúng ta. Cái bộ hồi tiếp của chúng ta, các bạn có thể dùng cái bộ tỷ lệ PID bậc 2. Và cái đến là con R7 và con C4. Đây là một cái con sẽ tạo ra một cái độ mâm xung của chúng ta. Dùng cái điện trở 16.000 ohm và một cái con tụ điện 470 picofarad. Các bạn có thể tạo ra được một cái độ mâm xung khoảng 100.000 Hz. Và đây là cái điểm ra của cái mâm xung của chúng ta, nó ra khoảng 15V bên đây.
và cái chu kỳ của nó khoảng chừng 23% để đóng mở cái con Fed này. Bên đây các bạn cũng nên có một con R và một con C. Đây cũng lại là một con đặng mà kèm lại những cái độ sung gai khi mà chúng ta chạy ở tần số cao. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi thử vào cái mô phỏng cho cái này. Chúng ta sẽ coi ở cái điện áp bên ngoài này là 5V. Và cái đến chúng ta sẽ coi cái điện áp thứ nhì của chúng ta là ở bên đây là 16V. Trước khi đi vào chi tiết của cái mô phỏng thì tôi xin lưu ý các bạn là các bạn phải để ý là khi cái thiết kế cái con biến áp xung này đó, thì đây là chúng ta nói là vào đầu cộng thì dưới đây sẽ là đầu trừ. Thì nếu mà các bạn muốn cho thiết kế ra một cái điện áp dương thì cái đầu cộng không có phải đi ở bên hướng này mà phải đi xuống max, nó đi ngược lại. Và cũng giống như bên đây, chúng ta muốn ra 16V là đầu dương thì đầu cộng phải xuống max và đầu trừ ra đây. Lý do là cách hoạt động của nó là như thế nào? Là khi mà chúng ta có một cái điện áp có sẵn ở đây và con Fed này được mở lên thì một luồng từ thông sẽ được tạo vào đây và đi xuống ngang qua cùng biến áp này ở bên cực sơ cấp và xuống max. Lúc đó luồng từ thông sẽ tạo một cái điện áp từ thông là cộng trừ ngang qua cùng sơ cấp bên đây. Nhưng chúng ta không có muốn cái luồng từ thông này được đưa ra ngoài trong lúc đó. Do đó cái mạch của chúng ta không có phải chạy điện áp không có ra bên hướng này, mà điện áp chỉ được cung ứng bởi cái con tụ điện 680 microfarad để mà đưa ra dòng. Do đó mạch điện lúc đó được ổn là nhờ cái con tụ điện này. Và khi mà cái con Fed này tắt đi thì cái luồng từ thông được dự trữ trong này là do cái tụ cảm bên trong đây nó sẽ nhả ra và chuyển cái năng lượng đó qua bên cuồng sơ cấp, thì lúc đó cuồng sơ cấp sẽ bắt đầu làm việc là đi luồng điện sẽ đi từ mass ngang qua con thứ cấp và đưa ra ngoài ngang qua con diode một đi một này và sẽ tạo ra một cái dòng điện đi theo chiều này. Con thứ cấp thứ hai cũng làm việc giống như vậy, và vì chúng ta có điện áp dương nó cũng sẽ đi từ cực mass ngang qua con sơ cấp thứ cấp này và đi qua con diode D2 và đưa ra bên ngoài. Đây là cái mạch nó sẽ chạy. Nguồn xung flyback này rất là thông dụng, gần như tất cả các mạch điện mà bạn đang xài, giống như là những nguồn điện lấy từ điện xoay chiều đưa qua điện một chiều của những cái máy laptop, những cái cell phone, tất cả những cái vật dụng trong nhà hoặc là những cái máy điện toán lớn lên tới mấy trăm watt, họ gần như họ cũng dùng cái loại nguồn xung flyback này. Do đó cái nguồn xung flyback này gần như là toàn bộ trong các thị trường về các những đợt đồ gia dụng chúng ta đều xài nguồn xung flyback cả. Bây giờ tôi sẽ cho chạy qua cái mô phỏng mà chúng ta sẽ coi cái điện áp bên ngoài. Thì ở đây nó sẽ cho chạy lên tới 8 giây và chúng ta sẽ bắt đầu cho nó chạy. Cái hình màu đỏ này là các bạn thấy nó sẽ đưa ngược trở về để vô trong cái mạch hồi tiếp. Đây là cái mạch để làm cho nó ổn áp. Và cái màu xanh lá cây này chính là cái điện áp mà chánh của chúng ta là nó ra khoảng 5V. Chúng ta có một em ở tải ở ngoài, như vậy nó khoảng 5W công suất cho cái nguồn này. Và cái mạch màu xanh này cũng gần gần giống như là cái mạch mà chúng ta đưa lại hồi tiếp, nó sẽ
khoảng 16V và đưa ngược trở về để cung cấp điện áp cho cái con 3844. Do đó chúng ta sẽ không có cần một cái nguồn nào để mà cấp cho cái này cả sau khi mà chúng ta dẫn lên. Bên đây là các bạn thấy là ba cái hình đó sau khi bắt đầu chạy lên thì bắt đầu nó sẽ được đi vào trạng thái bảo hòa. Nguồn đưa ngược trở lại ra khoảng 16V, đó là cái nguồn thứ cấp số 2 ở bên đây của chúng ta. Và cái hình màu đỏ cũng gần gần giống như là cái giá trị đó. Và đây là cái nguồn chánh của chúng ta là cái nguồn này, là cái nguồn 5V. Bây giờ chúng ta thử coi cái độ bâm xung ở ngay cái cực G của con phép. Bạn có thể vào đây thấy. Và bây giờ chúng ta có thể đo được cái chu kỳ của nó chạy, cái tần số nó chạy là như thế nào. Các bạn vào đây và có thể đo được cái chu kỳ chạy của nó. Đây là tần số. Vậy các bạn thấy ra khoảng 98.98.630 Hz. Và chúng ta có thể đo được luôn cả cái chu kỳ chạy của cái mạch này. Đây là cái chu kỳ, là duty cycle. Chu kỳ ở đây ra khoảng 23%. Dưới đây là cái bộ cảm biến dòng và đưa ngược trở về cái mạch hồi tiếp của chúng ta. Đây các bạn có thể thấy được cái độ cảm biến dòng nó như thế nào. Cái điện áp ở đây không bao giờ lớn lên trên 1V. Vì vậy các bạn thấy cái đỉnh của nó là không có lớn hơn khoảng 0.5V mà thôi. Lên tới 1V thì bắt đầu nó đi vào cái mạch giống như là giới hạn, không làm cho chúng ta cung cấp đủ điện áp nữa, tại vì dòng của chúng ta quá cao. Đến đây là chấm dứt cho cái bài giới thiệu về bộ nguồn xung flyback. Loại mạch này rất là thông dụng. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại ở một cái con video khác.